Xin chào các em. Trong chủ đề đột biến nhiễm sắc thể, ở tiết trước cô và các em đã nghiên cứu về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. Nó bao gồm các dạng như là mất đoạn nè, lập đoạn nè, đảo đoạn. Ngoài ra, đột biến nhiễm sắc thể còn một dạng nữa, đó chính là đột biến về số lượng thì hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu. Các em quan sát bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm. Ở bài trước chúng ta đã được học thì bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm là 2N bằng 8. Các em hãy làm cho cô một số cái bài tập nhỏ sau đây. Đó là 2N cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu nhiễm sắc thể? 2N trừ 1 là bằng bao nhiêu nhiễm sắc thể? Và 4N sẽ bằng bao nhiêu nhiễm sắc thể? Rất là dễ dàng các em sẽ làm được đúng không? Vì 2N bằng 8 thì chúng ta thay vào. 8 cộng cho 1 là bằng 9 nhiễm sắc thể. 2N trừ 1 là 8, trừ cho 1 là 7 nhiễm sắc thể. 4N, vì ở đây 2N là bằng 8, suy ra N sẽ bằng bằng 4. Vậy thì 4N sẽ là 4 x 4 và là 16 nhiễm sắc thể. Cái bộ nhiễm sắc thể 2N cộng 1 hay là 2N trừ 1 hay là 4N nó sẽ có sự sai khác về số lượng so với lại cái bộ nhiễm sắc thể là 2N, 2N của mình bằng 8. Được chưa? Vậy thì thế nào là đột biến số lượng nhiễm sắc thể? Cô sẽ đưa ra cho các em một số cái khái niệm, đó là đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi về số lượng ở bên trong bộ nhiễm sắc thể của loài. Các em thấy là số lượng nó bị thay đổi, có thể là 9, có thể là 7, có thể là 16 so với cái bộ nhiễm sắc thể 2N là sẽ có sự thay đổi. Nếu cái dạng 2N cộng 1 và 2N trừ 1 thì nó chỉ liên quan tới một cặp nhiễm sắc thể thôi thì người ta sẽ gọi nó là thể dị bội, một hoặc một số cặp. Còn đối với trường hợp mà nó diễn ra ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể thì người ta sẽ gọi nó là thể đa bội. Chúng ta vào nội dung của đột biến số lượng nhiễm sắc thể một cách cụ thể hơn. Trong bài này, các em sẽ học các nội dung sau đây. Phần thứ nhất đó là thể dị bội là gì? Thứ hai là sự phát sinh thể dị bội. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về thể đa bội và sự hình thành thể đa bội. Thì cái phần sự hình thành thể đa bội này là các em sẽ tự học và tự nghiên cứu ở nhà. Cô chỉ hướng dẫn cho các em ba phần trên thôi. Đầu tiên đó là thể dị bội. Các em quan sát bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm 2N bằng 8 thì suy ra sẽ có 4 cặp nhiễm sắc thể, một cặp hình que, một cặp hình hạt và hai cặp hình chữ V. Nếu xét về thể dị bội 2N cộng 1 có nghĩa là trong bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm được tăng lên một chiếc nhiễm sắc thể thì bây giờ 2N cộng 1 sẽ bằng 9 nhiễm sắc thể. Cô sẽ có 4 trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cặp nhiễm sắc thể hình que sẽ tăng lên một chiếc. Trường hợp thứ hai là cặp nhiễm sắc thể hình hạt sẽ tăng lên một chiếc, còn 3 cặp còn lại sẽ giữ nguyên. Trường hợp thứ ba là cặp nhiễm sắc thể hình chữ V ở bên tay trái sẽ tăng lên một chiếc, 3 cặp còn lại vẫn giữ nguyên. Trường hợp thứ tư là cặp nhiễm sắc thể hình chữ V bên tay phải tăng lên một chiếc. Đối với thể dị bội ở cái dạng là 2N trừ 1, có nghĩa là bình thường của mình á, là 2N bằng 8, nhưng khi mà bị đột biến dị bội này thì nó sẽ giảm đi một cái nhiễm sắc thể, có nghĩa là 8 trừ 1 bằng 7 cái nhiễm sắc thể. Trường hợp thứ nhất, cô cũng sẽ bị mất một cái nhiễm sắc thể ở cặp đầu tiên, còn 3 cặp còn lại vẫn giữ nguyên. Trường hợp thứ hai là ở đây mất một chiếc nhiễm sắc thể hình hình hạt. Trường hợp thứ ba là mất một chiếc nhiễm sắc thể hình chữ V bên tay trái. Và trường hợp thứ tư là mất một chiếc nhiễm sắc thể hình chữ V bên tay tay phải. Vậy thì sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể dị bội nó xảy ra ở cặp nào? Nó có quy định ở một cặp nào không các em?
Không, nó không quy định ở cặp nào cả, mà sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể nó có thể xảy ra ở một cặp nhiễm sắc thể bất kỳ nào đó. Ví dụ như thể dị bội 2N cộng 1, cô có 4 trường hợp, 2N trừ 1, cô cũng sẽ 4 trường hợp. Đây chỉ là bội nhiễm sắc thể đơn giản của ruồi giấm thôi. Tại vì nó có 4 cặp nên là cô sẽ có 4 trường hợp. Ví dụ như là ở người 2N bằng 46, suy ra nó sẽ có 23 cặp nhiễm sắc thể, vì vậy nó cũng sẽ có 23 trường hợp. Rồi, một cái ví dụ khác, thể dị bội 2N cộng 2, thì cô sẽ có là cái cặp nhiễm sắc thể hình hình que này tăng lên 2 chiếc, thì số lượng của nó là 8 cộng 2 là bằng 10, hoặc một trường hợp khác là 2N trừ 2, 8 trừ 2 bằng 6, có nghĩa là nó sẽ mất luôn một cái cặp nhiễm sắc thể hình 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 que. Mỗi cặp nhiễm sắc thể nó có thể thêm hai nhiễm sắc thể hoặc là mất đi cả hai nhiễm sắc thể, chứ không nhất thiết là nó chỉ thêm một hoặc là mất một đâu nha các em. Vậy thì sự thay đổi số lượng xảy ra ở mấy cặp nhiễm sắc thể? À, đây, cái cặp hình que tăng lên một chiếc, cặp hình hạt tăng lên một chiếc. Vậy thì ở trường hợp này sẽ là xảy ra ở hai cặp, hoặc là hình que giảm một chiếc, hình hạt giảm một chiếc, nó cũng sẽ xảy ra ở hai cặp. Còn những trường hợp trước chúng ta đã học đó là xảy ra ở một cặp. Do đó, sự thay đổi số lượng nó sẽ xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. Chúng ta có khái niệm về thể dị bội. Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó bị thay đổi về số lượng. Các em ghi nhận phần này vào trong tập. Vậy thì thể dị bội nó có các dạng như thế nào? Chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, các dạng thể dị bội. Các em quan sát cái hình ảnh sau đây. Đây là bội nhiễm sắc thể của ruồi giấm 2N bằng 8, thì sẽ có 4 cặp nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, cặp nhiễm sắc thể hình que đã tăng lên một chiếc, thì bội nhiễm sắc thể bây giờ sẽ là 2N cộng 1, và người ta gọi cái dạng 2N cộng 1 được gọi là thể ban nhiễm. Hình tiếp theo, cũng là bội nhiễm sắc thể của ruồi giấm, bị mất mất một chiếc nhiễm sắc thể hình que, bây giờ số lượng của nó chỉ có 7 chiếc thôi và nó ở dạng là 2N trừ 1. Cái dạng này người ta gọi là thể một nhiễm. Tương tự, các em thấy là số nhiễm sắc thể bây giờ là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và nó ở dạng là 2N cộng 1 cộng 1. Cặp hình que cộng thêm một chiếc, cặp hình hạt cộng thêm một chiếc, do đó nó sẽ là cộng 1 cộng 1 và nó được gọi là thể ba nhiễm kép. Tương tự, cặp hình que mất một chiếc, cặp hình hạt mất một chiếc, nó là dạng 2N trừ 1 trừ 1 và nó gọi là thể một nhiễm kép. Hình này, cặp nhiễm sắc thể tăng lên hai chiếc ở hình que nên nó là 2N cộng 2 và gọi là thể 4 nhiễm. Các em thắc mắc là tại sao ở bên này nó là 2N cộng 1 cộng 1, sao cô không gộp là 2N cộng 2 luôn mà cô phải ghi là 2N cộng 1 cộng 1? Tại vì cái đột biến này sẽ diễn ra ở hai cặp nhiễm sắc thể, đó là cặp nhiễm sắc thể hình que nó mất đi, nó tăng lên một chiếc nên nó sẽ là cộng 1. Cặp nhiễm sắc thể hình hạt tăng lên một chiếc nữa nên chúng ta ghi là cộng 1 cộng 1. Còn ở đây, chỉ có cặp nhiễm sắc thể hình que nó tăng lên một lượt hai chiếc nên chúng ta sẽ ghi là 2N cộng 2. Thì về số lượng, hai cái dạng này nó đều bằng nhau, tuy nhiên về bản chất nó sẽ là khác nhau. Hình này mất luôn một cặp nhiễm sắc thể hình hình que nên nó sẽ là 2N trừ 2. Và đây được gọi là thể không nhiễm.
Chúng ta làm một số ví dụ cụ thể như sau. Như các em đã biết, đậu Hà Lan thì nó sẽ có bội nhiễm sắc thể là 2N bằng 14. Các em hãy làm cho cô thể 3 nhiễm, thể 1 nhiễm kép và thể 4 nhiễm. Thể 3 nhiễm có dạng là 2N cộng 1, mà 2N của chúng ta là bao nhiêu? Là 14. Vậy thì chúng ta sẽ tính rất là dễ thôi. 2N cộng 1 bằng 14 cộng 1 bằng 15. Thể 1 nhiễm kép là 2N trừ 1 trừ 1. Bằng 14 trừ 1 trừ 1 là bằng 12. Thể 4 nhiễm là 2N cộng 2. Thay số vào chúng ta sẽ có là 14 cộng 2 bằng 16. Các dạng thể dị bội thường gặp. Chúng ta có thể 1 nhiễm là 2N trừ 1. Thể 3 nhiễm là 2N cộng 1. Thể 1 nhiễm kép 2N trừ 1 trừ 1. Thể 3 nhiễm kép là 2N cộng 1 cộng 1. Thể không nhiễm là 2N trừ 2. Và thể 4 nhiễm là 2N cộng 2. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Đây là cây cà độc dược. Các em hãy quan sát cái hình sau. Cà độc dược thì có bội nhiễm sắc thể là 2N bằng 24. Đây hình đầu tiên, dạng hoang dại 2N. Nó sẽ có hình dạng quả như thế này. Còn những cái hình tiếp theo đó là 2N cộng 1. Hình đầu tiên là 2N cộng 1 ở cái cặp thứ nhất. Hình thứ hai là 2N cộng 1 ở cái cặp thứ hai. Hình thứ ba là 2N cộng 1 nhưng mà sẽ được cộng ở cái cặp thứ ba. Các em biết là 2N bằng 24 thì tất nhiên nó sẽ có 12 cặp đúng không? Thì ở đây sẽ có là 12 dạng khác nhau. Các em hãy quan sát cái hình này và có nhận xét như thế nào về kích thước và về hình dạng của các cái quả dị bội 2N cộng 1 này so với lại quả thường. Chúng ta rất là dễ dàng nhìn thấy về kích thước của nó sẽ khác so với lại cái dạng hoang dại 2N, và về hình dạng của nó cũng sẽ có sự khác nhau và khác so với cái dạng hoang dại ban đầu luôn. Còn đây là trẻ bị bệnh Down là 2N cộng 1. Ở người 2N bằng 46 là sẽ có 23 cặp nhiễm sắc thể. Trong đó sẽ có một cặp nhiễm sắc thể giới tính, đó là cặp nhiễm sắc thể 23. Còn 22 cặp nhiễm sắc thể còn lại là 22 cặp nhiễm sắc thể thường. Những trẻ bị bệnh Down là những trẻ bị đột biến nhiễm sắc thể ở cặp số 21. Bình thường cặp số 21 sẽ có hai chiếc nhiễm sắc thể, còn những cái trẻ bị bệnh Down này nó tăng một chiếc ở cặp nhiễm sắc thể 21. Do đó, những trẻ này sẽ có ba chiếc nhiễm sắc thể ở cặp số 21. Khi mà bị đột biến ở cặp nhiễm sắc thể 21 này tăng lên một chiếc thì trẻ bị bệnh Down sẽ có những cái dấu hiệu sau đây. Mắt của bé sẽ nhỏ hơn và nằm ở vị trí cách xa nhau. Đây là bàn tay của trẻ bị bệnh Down. Đây là lưỡi. Và trí tuệ của những em bé này thì nó sẽ thấp hơn so với những em bé bình thường. Đây là bộ nhiễm sắc thể của người bình thường. Cặp nhiễm sắc thể số 21 chỉ có hai chiếc thôi. Còn đây là bộ nhiễm sắc thể của người mắc bệnh Down. Cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Nó ở dạng 2N cộng 1. Vậy thể dị bội nó sẽ phát sinh như thế nào, nó sẽ được hình thành như thế nào? Thì cô và các em sẽ sang phần 2 La Mã. Sự phát sinh thể dị bội. Từ tế bào sinh giao tử, ví dụ như ở ruồi giấm, đây là con ruồi giấm đực 2N bằng 8. Có bộ nhiễm sắc thể giới tính là XY đúng không? Cái chữ Y là nó sẽ là hình 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 móc lên. Còn chữ X là hình 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 que thẳng. Lai với lại ruồi giấm cái là 2N bằng 8, cặp nhiễm sắc thể là gặp nhiễm thể giới tính là XX, hai chiếc hình hình que. Trong quá trình phát sinh giao tử,
Thì cho ra hai loại giao tử, đó là N và N, một cái nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Tuy nhiên, nó có sự rối loạn trong cái quá trình phát sinh giao tử này, thì cái chữ Y này nó không có tách ra mà nó sẽ đi về chung một cái cực của cái nhiễm sắc thể X này luôn. Do đó ở cái dạng này nó mất đi một chiếc thì nó là N trừ 1. Còn ở bên này nó nhận thêm một chiếc nhiễm sắc thể, do đó nó có dạng là 2N cộng 1. Còn đối với lại giao tử cái thì nó giảm phân bình thường cho ra giao tử bình thường, đó là N. Trong quá trình thụ tinh để tạo hợp tử thì giao tử N cộng 1 này nó sẽ kết hợp với giao tử bình thường thì sẽ cho ra là ba cái nhiễm sắc thể này, hai cái hình que và một cái hình chữ V. Nó ở dạng là 2N cộng 1, tại vì nó tăng thêm một chiếc của cái cặp nhiễm sắc thể hình que. N trừ 1 sẽ kết hợp với N cho ra dạng là 2N trừ 1, thì đây chính là cơ chế phát sinh của thể dì bội. Trong quá trình giảm phân sẽ có một cái nhiễm sắc thể nào đó không phân ly. Giống như hồi nãy là cái cặp nhiễm sắc thể hình que nó không phân ly. Kết quả sẽ tạo ra một loại giao tử mang hai cái nhiễm sắc thể. Đó là cái nhiễm sắc thể hình que đó. Nó là dạng 2N cộng 1. Và một loại giao tử thì nó sẽ không mang cái nhiễm sắc thể nào. Nó bị mất đi một nhiễm sắc thể nên nó là N trừ 1 của cặp đó. Sau giảm phân thì sẽ đến quá trình thụ tinh. Sự thụ tinh của các giao tử bất thường, có nghĩa là N cộng 1 hay N trừ 1 được gọi là giao tử bất thường. Với giao tử bình thường là N, nó sẽ tạo ra các cái hợp tử phát triển thành các thể dì bội với cái bộ nhiễm sắc thể là 2N cộng 1 và 2N trừ 1. Các em hãy ghi nhận phần này vào trong tập. Cô sẽ lấy thêm cho em một số cái ví dụ, đó là hội chứng Down. Tại sao người ta không gọi nó là bệnh Down mà người ta gọi nó là hội chứng? Hội chứng có nghĩa là nó sẽ bao gồm có rất là nhiều bệnh ở trong đó. Những đứa trẻ mà bị cái hội chứng Down này thì nó sẽ có hình dạng hao hao giống nhau, dù chúng không được sinh ra từ bố mẹ nhưng mà chúng cũng sẽ có hình dạng giống nhau vì nó sẽ mang những cái đặc điểm sau đây. Bề ngoài á thì những cái đứa trẻ này nó sẽ có biểu hiện là bé nè, lùn, cổ rụt, má vệ, miệng thì hơi hơi há ra, lưỡi hơi thè ra, mắt sâu vào một mí, khoảng cách giữa hai mắt nó sẽ cách xa nhau. Và ở châu Âu á, trẻ mới sinh mà mắc cái bệnh Down này, mắc cái hội chứng Down này á, nó sẽ chiếm tỷ lệ khoảng 1/700. Và những người mà lớn tuổi, những người mẹ lớn tuổi, ví dụ như là trên 35 tuổi sinh con á, thì cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng Down này nó sẽ cao hơn so với những cái phụ nữ mà dưới 35 tuổi. Tiếp theo là hội chứng Ba Tao. Nguyên nhân của nó là nó bị tăng một cái nhiễm sắc thể ở cặp số 13. Thì trẻ cũng sẽ có một số cái triệu chứng như sau. Và cái mà rõ thấy nhất đó là các em thấy ở miệng của các bé nó sẽ có cái dấu hiệu là nó bị trẻ lên như thế này. Tiếp theo là hội chứng Turner. Cái này nó sẽ thường gặp ở phụ nữ hơn. Đây là cặp nhiễm sắc thể giới tính, cặp nhiễm sắc thể số 23 bị mất mất một chiếc. Thay vì ở phụ nữ sẽ là cặp nhiễm sắc thể XX thì ở hội chứng Turner này, những người này sẽ có cặp nhiễm sắc thể là XO, có nghĩa là mất đi một cái nhiễm sắc thể X. Tiếp theo là hội chứng Klinefelter. Cái hội chứng này sẽ xảy ra ở nam giới. Trong cái cặp nhiễm sắc thể giới tính thì sẽ có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXY. Những người này có tay chân khá là dài. Nhìn khá là đẹp không? Nhưng mà người ta sẽ bị bệnh mù màu và đầu óc của người ta kém phát triển và người ta bị vô sinh. Vậy thì đột biến nhiễm sắc thể nó sẽ xảy ra ở những đối tượng nào?
Đột biến nhiễm sắc thể sẽ xảy ra ở tất cả các đối tượng và gây hậu quả rất là nặng nề đối với sự phát triển của một cơ thể. Sự phát sinh thể dị bội. Đột biến dị bội xảy ra ở cả thực vật, ở động vật và ở người. Nó sẽ gây biến đổi về hình thái của sinh vật. Nó sẽ giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản, gây chết hoặc là gây bệnh nhiễm sắc thể ở người. Ví dụ như là ở người, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 nhiễm sắc thể thì nó sẽ gây bệnh bệnh đau. Các em ghi phần này vào trong tập. Trong cái phần đột biến số lượng nhiễm sắc thể đầu tiên chúng ta nghiên cứu đó là thể dị bội á, thì nó sẽ diễn ra ở trong tế bào sinh dưỡng nhiều hơn. Sẽ có một số một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng. Ví dụ như là 2N trừ 1 nè, hoặc là 2N cộng 1, 2N trừ 2. 2N trừ 1 được gọi là thể một nhiễm, 2N cộng 1 được gọi là thể ba nhiễm, 2N trừ 2 được gọi là thể không nhiễm. Quá trình phát sinh thì thể dị bội nó sẽ diễn ra do sự không phân ly hoặc là phân ly không bình thường của các nhiễm sắc thể tạo ra các cái giao tử bất thường như là N cộng 1 và N trừ 1. Chúng ta vừa nghiên cứu một dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đó là thể dị bội, là một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó bị thay đổi về số lượng. Thì bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu về một dạng còn lại của đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đó là thể đa bội. Các em lại quan sát hình ảnh của ruồi giấm 2N bằng 8 và nhớ lại một số kiến thức như sau. 2N bằng 8 nhiễm sắc thể, đây là dạng bình thường và chúng ta hay gọi nó là thể lưỡng bội đúng không? Vậy thì 2N cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 1 bằng 9, 2N trừ 1 sẽ là 7, 4N là 16, 5N vì n của chúng ta tính được là n bằng 4, do đó 5n là 5 nhân 4 là bằng 20. 2n bằng 8 được gọi là thể lưỡng bội nè. 2n cộng 1 và 2n trừ 1 chúng ta mới vừa học xong, nó được gọi là thể dị bội. Và 4n hay là 5n thì nó được gọi là thể đa bội. Thì thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số nhiễm sắc thể là bội số của n, nhiều hơn 2n. Bắt buộc là phải nhiều hơn 2n nha. Vì sao? Vì n của chúng ta là thể đơn bội. 2n sẽ là thể lưỡng bội và ví dụ như là 3n, 4n, 5n, 6n, 7n nhiều hơn 2n thì được gọi là thể đa bội. Đặc điểm của thể đa bội. Các em hãy quan sát cái hình sau. Hình 24.1. Đây là tế bào của cây rêu có bộ nhiễm sắc thể khác nhau. Ở hình A, đó là bộ nhiễm sắc thể là N. Đây là tế bào bình thường. Hình B là 2N, hình C là 3N và hình D là 4N. Các em thấy là càng nhiều N thì cái tế bào của cây rêu nó càng càng lớn đúng không? Hoặc là hình 24.2, các cây cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể khác nhau. Hình A là cây tam bội 3N. Hồi nãy chúng ta đã tính rồi. Bộ nhiễm sắc thể của cà độc dược là 2N bằng 24. Thì chúng ta sẽ suy ra được là N sẽ bằng 12. Vậy thì 3N sẽ bằng 36. Hình B là cây lục bội là 6N. Thì dễ dàng chúng ta tính được là 6N sẽ bằng 6 nhân cho 12 là bằng 72. Hình C là cây cửu bội là 9N. 9 nhân cho 12 là 108 chiếc nhiễm sắc thể. Và hình D là cây thập nhị bội là 12N. 12 nhân cho 12 là bằng 144. Thì số lượng tương quan giữa mức độ bội thể, đó là số N, và kích thước của các cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng á, thì nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Càng nhiều N
thì cái kích thước của các tế bào và của cơ quan càng tăng lên. Cô lấy ví dụ là 3N nó sẽ có kích thước là nhỏ hơn so với lại 6N hay là 9N. Đặc điểm của thể đa bội. Đó là tế bào đa bội có lượng ADN tăng gấp bội, nên là cái quá trình tổng hợp các chất hữu cơ nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy mà các cái tế bào này nó sẽ lớn và cơ quan sinh dưỡng sẽ to, phát triển khỏe và sẽ chống chịu tốt. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Đây là hình ảnh của củ khoai mì đã bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đó là đa bội. Thì cái kích thước của nó rất là to, to hơn rất là nhiều lần so với cái củ mì bình thường. Hoặc là đây là những cái nải chuối dài vài vài chục nhánh hay là cả trăm nhánh. Thì cái cơ quan sinh dưỡng này nó sẽ to hơn so với lại các cái cơ quan của cơ thể lưỡng bội bình thường. Về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, ở phần này chúng ta đang nghiên cứu về thể đa bội. Thì về phần khái niệm, thể đa bội nó sẽ diễn ra ở bên trong của tế bào sinh dưỡng và nó có số nhiễm sắc thể là bội số của N nhiều hơn 2N. Về đặc điểm thì nó sẽ có số lượng nhiễm sắc thể hay là ADN tăng gấp bội, do đó quá trình tổng hợp các chất hữu cơ nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Sinh trưởng nhanh, các cái tế bào, các cơ quan có kích thước lớn và có cái khả năng chống chịu tốt. Thì cái thể đa bội này nó diễn ra chủ yếu ở trên cơ thể thực vật. Về sự tương quan thì mức bội thể tăng, có nghĩa là N càng tăng á, thì cái kích thước của cơ quan nó cũng sẽ tăng. Dấu hiệu nhận biết đó là chúng ta sẽ thấy là các cái kích thước của cơ quan sinh dưỡng nó sẽ tăng lên. Ứng dụng là nó sẽ tăng cái năng suất cây trồng, tăng cái kích thước của quả này, của củ, của lá và của thân. Nó sẽ có ứng dụng rất là quan trọng trong chọn giống cây trồng. Vào tuần sau thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần thứ 3 vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Hình thức làm bài là chúng ta sẽ làm trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô sẽ gửi vào cái Zalo nhóm, hoặc là cô sẽ đăng lên cái trang trực tuyến. Nói chung là cô sẽ làm theo cả hai hình thức đó. Về số lượng sẽ là 20 câu, thời gian là 30 phút. Chúng ta bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút. Nội dung sẽ bao gồm toàn bộ cái chương biến dị là chương 4, bao gồm các bài là bài 21 đột biến gen, bài 22 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, bài 23 và bài 24 là chúng ta mới vừa học ở trong cái bài này. Đó chính là đột biến số lượng nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiếp theo. Hai bài này là cô đã gộp vào trong một cái video này thôi. Và bài 25 là thường biến. Các em nhớ ôn bài thật kỹ để chúng ta làm bài kiểm tra tốt hơn. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.